Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mục tiêu hoạt động của tổ là rút ngắn thời gian giải quyết những vướng mắc hiện nay. Tổ công tác của Bộ Tài chính sẽ thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, chuyển ngay trong ngày nội dung kiến nghị đến các đơn vị chức năng thuộc Bộ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ nếu vượt thẩm quyền, báo cáo Tổ trưởng, Bộ trưởng các trường hợp vướng mắc khó khăn để chỉ đạo xử lý. Đơn vị trong 12 thành viên chúng tôi nếu nhận được ý kiến của người dân thì nếu rà soát thấy đúng chức năng nhiệm vụ của mình thì là tiến hành cho các đơn vị chức năng của mình xử lý ngay. Ví dụ Tổng hợp quan khi nhận được ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến hải quan thì sẽ giao các vụ cục của hải quan xử lý ngay, đồng thời là truyền tải thông tin lên cho tổ công tác để tổ công tác chúng tôi thứ nhất tổng hợp cái việc là tiếp nhận thông tin và chúng tôi cũng chuyển cái thông tin này cho cái nhóm công tác của Thủ tướng Chính phủ ở Bộ Kế hoạch Đầu tư để đảm bảo sao là một thông tin mà đến các đơn vị đều được thông suốt cho các tổ công tác biết, tránh vấn đề là gì các thông tin đến các nơi nó nhiều đến các nơi dẫn đến người ta phân tán không biết là đã xử lý chưa. Theo quyết định, tổ công tác chỉ đạo hướng dẫn đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra cũng lưu ý rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra giấy phép con làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Nền kinh tế Việt Nam đang trải qua thời gian đặc biệt thách thức vì đại dịch COVID-19. Rất nhiều doanh nghiệp đã và đang nỗ lực để vượt qua giai đoạn này, phát huy sức mạnh và tinh thần bản lĩnh Việt để vượt qua và chiến thắng đại dịch, chung tay phục hồi kinh tế. Ủng hộ quỹ vaccine, tài trợ kit xét nghiệm, máy thở, thiết bị y tế, tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đảm bảo an sinh xã hội, giữ công ăn việc làm cho người lao động. Trong khó khăn, khí chất và truyền thống, tâm, tài, chí, tín của doanh nhân Việt Nam luôn tỏa sáng. Lực lượng doanh nhân Việt Nam luôn vinh dự tự hào và nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, luôn chấp hành các chủ trương chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng chính phủ, lãnh đạo trung ương và địa phương với tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia các công tác xã hội, công tác phòng chống dịch. Các doanh nghiệp thì đều là chịu cái sự thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh COVID kéo dài. Thế nhưng mà tất cả đều đồng lòng, sẵn sàng đồng hành, đóng góp cho cuộc chống dịch COVID và quyết tâm ủng hộ cái chủ trương rồi biện pháp của chính phủ để chống COVID. Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình, mang hết tâm tài chí tín như lời Thủ tướng đã nói để đóng góp và đồng hành các chương trình của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, không chỉ trên mặt trận kinh tế mà còn trên mặt trận an sinh xã hội. Theo thống kê, hiện Việt Nam có trên 800.000 doanh nghiệp hoạt động, hơn 25.000 hợp tác xã và khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh phi nông nghiệp. Với số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nêu trên, tính một cách tương đối, cả nước có khoảng 7-8 triệu doanh nhân. Thì xin trân trọng và cảm ơn, rồi tri ân đến các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn đồng hành, hưởng ứng cùng với Đảng, Nhà nước trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta và cùng nhau thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng. Cùng với sự tiên phong, đi đầu của đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện, thiện nguyện trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19, còn có những người hùng thầm lặng. Đó là những doanh nhân đang xung kích trên hai tuyến đầu của phát triển kinh tế và tuyến đầu chống dịch. Và giờ đây, khi đất nước đang bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nhân vừa trải qua giai đoạn khó khăn, lại gánh vác vai trò tiên phong phục hồi kinh tế để viết tiếp chương lịch sử hồi phục kinh tế trong giai đoạn tới. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh có thông báo như sau. Để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ, từ đó kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh thông báo và đề nghị người dân tỉnh Ninh Bình, bao gồm cả những người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài nhưng hiện nay đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, đến các cơ sở y tế gần nhất, trạm y tế xã, phường, thị trấn, trung tâm y tế huyện, thành phố, sở y tế, đăng ký để được lập danh sách, khám sàng lọc, tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất có thể. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh các cấp phát thông tin rộng rãi như trên cho người dân trên địa bàn biết được thông tin để đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Thời gian qua, để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ chống dịch COVID-19, nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn phần cho điều trị COVID. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội thành phố đã linh hoạt nhiều giải pháp tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tối đa cho người dân. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn bình thường mới thì bệnh viện quận 7 cũng là bệnh viện xanh đầu tiên chuyển trở về công năng ban đầu, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trước đó bệnh viện đã triển khai phương án tách đôi để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nhờ đó mà người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được tạo điều kiện thuận lợi khi đến khám chữa bệnh tại đây. Mình đi khám bệnh rồi thì cũng được giảm được 80% của cái tờ thuốc, cái đơn thuốc, số tiền. Cái bảo hiểm là nó ngừa khi mình bị nhập viện hay là mình mổ xẻ gì đó là rất là tốt cho mình. Nhà chị một năm thì mua cũng 2 triệu mấy, 7-8 người gì đó. Là ở đây là cô tuyệt vời rồi, cô đăng ký ở đây là 40 năm rồi. Bảo hiểm hoặc là dịch vụ là đều khám hết, không có vấn đề gì hết. Nói chung rất là tốt. Trong suốt những tháng thực hiện giãn cách, ngành bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ để người tham gia bảo hiểm y tế có thể được khám, tư vấn, điều trị và cấp thuốc tại nhà. Đặc biệt là các trường hợp bệnh nặng, người mang nhiều bệnh lý nền. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng thực hiện rất tốt việc liên tuyến, không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc chế độ bảo hiểm y tế. Người có thẻ bảo hiểm y tế thì được đi khám chữa bệnh là không cần đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh đầu, thì không cần giấy chuyển tuyến. Như vậy là nhu cầu họ đến các bệnh viện nào đều được khám chữa bệnh và cấp thuốc. Bệnh viện quận 7 hiện nay là bệnh viện xanh, còn các bệnh viện khác vẫn chưa được coi là bệnh viện xanh như bệnh viện Nhà Bè, quận 4 hay Cần Giờ thì chưa được coi là bệnh viện xanh. Do vậy người dân họ sẽ có xu hướng họ sẽ đến bệnh viện quận 7 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận toàn bộ các bệnh nhân như vậy để mà cho người dân khám, thì người dân cũng sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế và cấp phát thuốc đầy đủ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng linh hoạt và nới lỏng các quy định về điều trị cấp phát thuốc cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà cũng như tại các bệnh viện điều trị trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, người có bảo hiểm y tế được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn và được quỹ bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả. Có thể nói chưa bao giờ người dân lại cần thẻ bảo hiểm y tế như lúc này, vì đây là thời điểm thẻ bảo hiểm y tế đã có tác dụng rõ rệt nhất. Việc được hỗ trợ chi phí khám bệnh trong điều kiện kinh tế suy giảm, mọi gia đình đều khó khăn bởi dịch bệnh thì đây chính là cứu cánh giúp họ sống tốt và sống khỏe hơn trong mùa dịch. Sau 4 tháng triển khai, bắt đầu từ ngày 10 tháng 9, tỉnh Ninh Bình đã chính thức cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công về hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn. Với kết quả này, Ninh Bình thuộc nhóm các địa phương đi đầu hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn quy định. Dữ liệu được số hóa bước đầu, người dân và doanh nghiệp cần chủ động tích cực tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện đang cung cấp là 1.226 dịch vụ. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh. Để có được kết quả này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 62 ngày 5 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của các sở ban ngành địa phương. Nhờ vậy, Ninh Bình đã hoàn thành kế hoạch đề ra về đích trước thời hạn. Trong thời gian tới, thì Sở Thông tin Truyền thông vẫn tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị để rà soát, đưa lên tối đa các cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia. Và bên cạnh đó thì cũng tiếp tục là đưa ra các cái giải pháp để thúc đẩy cái việc mà nộp hồ sơ trực tuyến của người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt cái tỷ lệ theo cái mục tiêu, một kế hoạch nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành.
với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng mọi lúc mọi nơi, không phân biệt khoảng cách địa lý, tiết kiệm thời gian, chi phí. Bên cạnh đó, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cũng giúp minh bạch hóa, triệt để quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan hành chính nhà nước, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Khi vào trang thì có những cái nút bấm rất rõ ràng để mình có thể là nộp hồ sơ trực tuyến luôn, hoặc là mình có thể hỏi những cái người mà trên fanpage trực tuyến đấy. Fanpage trực tuyến thì mình có thể biết được là mình nộp ở đâu, nộp ở mức độ nào, thì qua đó để chọn được những cái khung, những cái lượng thời gian mà mình cần hoàn thành. Từ đó người ta sẽ đưa ra cái mức phí hồ sơ, hoàn thành hồ sơ cho mình. Mình vừa nộp hồ sơ đây thì đó là một công việc đơn giản. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh được giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng tuy đã tăng trong thời gian qua, song vẫn chưa cao so với yêu cầu. Việc cần làm lúc này chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết và hiểu những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tích cực thực hiện. Bên cạnh việc hướng dẫn trên hệ thống trang fanpage cũng như trang thông tin điện tử của thành phố, thì chúng tôi đối với cán bộ công chức mà tiếp nhận sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính lần đầu. Đấy, thì khi mà mình hướng dẫn một hai lần như vậy thì công dân hình thành thói quen, nên là những lần sau công dân ở nhà và thực hiện các thủ tục hành chính và nộp phí lệ phí qua cái tài khoản trực tuyến mà chúng tôi đã công bố trên cái hệ thống một cửa điện tử. Việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là bước đầu tiên trong việc hiện thực hóa mục tiêu chính quyền kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để kết quả này thực sự có ý nghĩa, mỗi người dân và doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận các dịch vụ trực tuyến trong việc giải quyết các thủ tục hành chính công, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Khi kỳ thi trung học phổ thông chuyển đổi mục đích chỉ còn xét tốt nghiệp, nhưng các trường đại học vẫn lấy kết quả này để xét tuyển thì nhiều nghịch lý đã xảy ra. Trong đó nhiều thí sinh đạt điểm cao gần như tuyệt đối nhưng vẫn trượt nguyện vọng một, gây bức xúc, thậm chí tranh luận cho cả xã hội. Cùng với giải pháp tình thế cho năm nay nhằm cứu những thí sinh này, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra giải pháp cho thời gian tới. Trong đó khuyến cáo các trường đại học chỉ sử dụng kết quả thi trung học phổ thông là công cụ sàng lọc sơ tuyển chứ không xét tuyển. Tuy nhiên, việc triển khai ngay trong năm tới vẫn còn nhiều băn khoăn. Là trường top đầu, mức điểm chuẩn năm 2021 của Đại học Luật Hà Nội ở nhiều ngành lên mức rất cao, tới 28,29 điểm. Khó có thể nói điểm cao như vậy là do trình độ của thí sinh năm nay cao hơn năm trước, là chia sẻ của lãnh đạo trường. Nhưng để tổ chức riêng một kỳ thi tuyển sinh để lựa chọn được thí sinh tốt hơn, chủ động hơn trong năm tới là điều mà trường này chưa tính đến. Đương nhiên là trường cũng sẽ có điều chỉnh, nhưng cũng giống như cái quan điểm của tôi đưa ra từ ban đầu là cái điều chỉnh đó bao giờ cũng sẽ có cái lộ trình dần dần để tránh một cái sự xáo trộn quá lớn đối với lại thí sinh, đối với lại xã hội. Thực tế, việc đa dạng hóa phương thức tuyển sinh là hướng đi của nhiều trường trong 2 năm gần đây khi kỳ thi trung học phổ thông chuyển đổi mục đích. Bên cạnh việc xét học bạ, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi thì một số trường đại học lớn đã tự tổ chức kỳ đánh giá năng lực riêng cho mình. Song dù phương thức nào thì đa số các trường vẫn sử dụng xét từ điểm thi tốt nghiệp là phương thức chính. Các trường đại học sẽ được tự chủ trong cái việc tuyển sinh. Tuy nhiên là các trường sẽ tùy điều kiện từng trường để sẽ có cái áp dụng cho nó cụ thể cho đối với từng trường mình. Vì thế, việc tự chủ tuyển sinh là hướng đi cũng là trách nhiệm của các trường. Nhưng để hiệu quả, công bằng, tránh xáo trộn thì cần phải có lộ trình. Trong đó quy định các trường đại học top trên chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp là công cụ sàng lọc, sơ tuyển cũng cần được cân nhắc. Bởi lẽ chất lượng học và thi hiện nay chưa được đánh giá đúng thực chất, nên nếu mỗi trường một phách sẽ dễ nảy sinh tiêu cực. Nếu như đấy cái kỳ thi trung học phổ thông là cái kết quả là sàng lọc ban đầu thôi và mỗi trường một phương thức thì như vậy sẽ rất vất vả cho thí sinh. Như vậy một thí sinh thi vào 5 trường sẽ phải đến 5 nơi để thi tuyển thì quả thực chúng ta lại quay trở lại những cái hỗn loạn và những cái phức tạp, những cái căng thẳng cho thí sinh như cái thời gian ba chung. Thì Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo đối với các trường, các ngành mà có tính cạnh tranh cao thì sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như là một công cụ để sơ tuyển sàng lọc và cần thiết phải có thêm các cái hình thức khác nữa. Năm 2022 sẽ là năm giao thời để chuẩn bị thực hiện đổi mới toàn diện công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học trong những năm tới. Theo chuyên gia, dù đổi mới theo hướng nào thì việc cải cách thi và tuyển sinh liên tục tới 6 lần trong 20 năm qua cần được coi là bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhìn nhận đánh giá nghiêm túc. Rất là nhiều vấn đề mà cần làm rõ trước khi mà chúng ta thực hiện đổi mới. Ví dụ như là cần phải trả lời những câu hỏi, hệ thống khảo thí, hệ thống đánh giá ở Việt Nam thì nên có mô hình như thế nào. Vấn đề tiếp theo là
Vậy mục tiêu của kỳ thi trung học phổ thông là gì? Trước những bất cập tuyển sinh hiện nay thì đổi mới là điều cần thiết. Nhưng làm sao để không tái diễn tình trạng trăm hoa đua nở giống như trước đây khi mỗi trường tổ chức một kiểu? Điều này đòi hỏi phải có sự kết hợp hài hòa giữa sự tự chủ sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học cùng sự điều tiết hợp lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tìm ra một giải pháp mang tính hệ thống và ổn định hơn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô luôn quan tâm đến công tác cải tạo, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xã Khánh Thịnh chú trọng đến việc trồng cây xanh, trồng hoa để tạo cảnh quan môi trường. Thành quả qua hơn 4 năm, toàn xã đã có hơn 10 km đường cây, đường hoa xanh mướt như thế này. Các cái tuyến đường cây, các tuyến đường hoa thì chúng tôi cũng giao chỉ tiêu cho mặt trận cũng như các đoàn thể, cũng như là các cái khu dân cư. Đối với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì chúng tôi giao cho những cái tuyến đường mà nó không có dân cư ở thì là sẽ xây dựng các cái tuyến đường và tự chăm sóc, tự bảo quản cái đường cây. Còn đối với các khu dân cư thì sẽ giao trực tiếp cho Ban Công tác Mặt trận cũng như Ban Phát triển thôn. Nhận thấy lợi ích, ý nghĩa nên nhiều hộ gia đình đã chủ động cải tạo khuôn viên trước cửa nhà để trồng cây xanh, hoa, cây cảnh. Nhận thức của người dân về xanh sạch đẹp ở nông thôn đã có sự chuyển biến đáng kể. Việc chăm sóc cây đã trở thành nếp sống, thói quen hàng ngày của bà con nơi đây. Nhờ đó các loại cây đều xanh tốt, nở hoa quanh năm. Chăm sóc chủ yếu là đổ đất vào cho nó khỏi trồi rễ lên. Thế mà rễ nó trồi lên là cây sẽ chết. Vậy cho nên cứ đổ kín đất vào là cây nó sẽ lên. Vậy là khi đổ đất rồi là lại tưới nước cho nó chắc đất thì cây nó mới lên được. Những hôm mà rời mưa, rời chiều chiều tối mát mà tôi cứ đem tí đạm thì rắc rắc vào vậy. Trên khắp các tuyến đường, sắc xanh của cây, sắc thắm của những loài hoa dân dã đã tạo điểm nhấn, vẻ đẹp dung dị, tươi sáng cho làng quê Khánh Thịnh hôm nay. Đây cũng chính là cách mà xã thực hiện để vừa xây dựng nông thôn mới hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của quê hương. Em thì rất là tự hào về quê hương Khánh Thịnh của em. Đây là một cái quê hương mà có truyền thống anh hùng. Thứ nhất, thứ hai là cái phong cảnh ở đây rất là non nước hữu tình. Thứ nhất là có hàng cây cao xanh rất là đẹp và cái phong cảnh đây rất là đẹp. Và rất là không khí rất là trong xanh. Vâng, và đây là một cái nét đẹp riêng của quê hương em. Chính quyền và nhân dân xã Khánh Thịnh đang tiếp tục nỗ lực, chung sức để sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Tới đây, bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.